tổng mường của tôi đây. Vâng, đây các bạn ạ. Đây là không thể thiếu nhé. Đây là thịt nộm nâu của người Mường bọn em. Đấy, nướng quay chín khoảng 50% luôn. Nó qua là nó đi linh tinh đấy. À đây à, không sao. Là, đây là món nộm nâu các bạn nhé. Thịt sống, thịt lợn sống nộm nâu. Chín khoảng 50% luôn. À. Chín thì có chín một chút được cái da của nó thôi các bạn ạ. Nướng nướng qua cái da thôi. Xong là thái củ nâu, nâu mới riêng. Tí để chấm giấm mẻ các bạn nhé. Giấm mẻ mới tiệu con bò, con trâu. Chanh ăn kiểu ạ. Không gì nào đâu. Vậy thôi. Ê sao quay qua lại đây rồi? Lại khênh qua lại đây à? Chào 500 anh em. Anh em đang khênh lợn đi bổ các bạn ạ. Vừa cắt tiết xong. Hôm nay là đám cưới của chú rể 2324 tại xóm Dị Bó Miếu các bạn nhé. Mẹ móc câu này khéo nó móc bố một người đó. À, xin chào tất cả anh em đang theo dõi kênh Hùng Yến. À, hiện tại mình đang có mặt tại xóm Dịa sau Bó Miếu các bạn nhé. Giờ đây các bác đang mổ lợn đấy các bạn này. Hôm nay là cho chú rể đám cưới ngày 23-24 các bạn ạ. À, buổi sáng nay anh em đang thịt tạm con lợn để ăn tạm. Chuẩn bị cho công việc buổi chiều nay đón 120 mâm khách. Đây, chú rể đấy các bạn, chú rể Vương Nâu. Nhanh hải có cái kho nhau nhỉ? Kho bé phải bó ai chặn cái vạt ông này. Không, kho tí đặt xuống dưới. Để bán đền. Con này đến tạ, con này đến tạ không? Con này đến tạ, 90 cân à? Bỏ phê nhỉ. À buổi sáng làm tạ một con à? Chiều là con nữa hay nào? Mày hai con mới đủ chứ một con này đủ được. Chiều có 2 đêm thịt đến rồi, người lo. À đây. Sáng anh em mình ăn tạ con này đó. À sáng nay con này, con này mổ chỉ ăn sáng nay thôi chị. Chị ăn tạm đi, chuẩn bị đi. Đây, bên này mấy ông đang bổ gà nha các bạn nhé. Có hai ông mà bổ hết đống gà này thì bây giờ đi xong. Đây anh em đang mổ gà các bạn nhé. Gà cắt tiết xong rồi đang làm lông. Đây, toàn thanh niên tiêu biểu đẹp trai mổ gà. Thanh niên chưa vợ các bạn nhé. Nhà anh em chưa có vợ này. Nói mi hết đái mà. Không là bố bé dài hết rồi nghe. Không. Không được khóc thôi con. Đây, toàn anh em chưa vợ này. Đấy, anh em chưa có người yêu nha các bạn nha.
bạn thanh niên chất chơi của xóm Dịa. Giờ lại chỉ cái thôn giấu, nhà ăn mày. Thôn quay video cho Phó Ngọ với. Mình cầm máy là chẳng quay của anh rú nó mắt. Đấy, bên này chị em đang làm rau củ quả đấy các bạn nhé. Đây, mướp à? À đâu? Bí đao chứ nhỉ? Bí đao à? Bí đao nấu canh trưa nay. Bên này là rau bí các bạn nhé. Đấy, các cô đang nhặt rau bí này. Rau bí là sao? Thịt trâu, thịt bò à cô? Thịt bò à? Đấy, đang xào rau bí các bạn này. Các cụ đang thêm trầu rồi đấy, ăn trầu các bạn nhé. Quay cụ thêm trầu rồi. Sao bà? Các bà đang thêm trầu ạ? Để cho quay các bà lên tivi nhá. Vâng. Ở bấy bán nó bà quay cho Phó Ngọ về cho mình thêm trụ chứ đưa. Thanh niên chưa được có ăn trụ nó bà bỏ hết trụ của bà thì người tha mình mới ăn đó. Vâng. Quay cho Phó Ngọ về chứ. bây giờ là cũng gần bây giờ thế hệ ít ăn trầu rồi các bạn ạ, nên là cũng chỉ còn các cụ thôi. Đấy, rất ít các con thanh niên bây giờ thì hầu như chả ăn trầu nữa, toàn thuốc lá điện tử thôi. Đấy, các cụ vẫn còn ăn trầu, đang tìm trầu đấy các bạn nhé. Trầu cau không để thiếu mỗi khi có đám cưới. Các bạn vô trong cái chén này, quệt vào lá trầu. Là cà phun bộ. Vâng, cà phun bạn. Đây, quả cầu này. Mới thêm ít dễ và thuốc lào nữa các bạn nhé. Đã. Vâng. Cầu cho vào vôi vào nhé. Quạt nào, quạt đã. Quạt đi treo cho nó đẹp, nó có bật ở đâu. Anh em đang mổ gà các bạn nhé. Đấy, đang ngoài suối này các bạn này. Đấy, suối vừa mới mưa xong rất là sạch, rất là tiện các bạn nhé. Đấy, anh em giúp việc rất là đông vui đây. Mổ sáng nay mổ tạm 30 con. Đầu chiều lại mổ tiếp. Nước thượng nguồn về luôn các bạn ạ. Sạch sẽ. Ngay sát đám cưới luôn, rất là tiện. Đây, suối đây. Đám cưới đây luôn. Tiện chưa các bạn? Bên này là bên anh em đang làm món tôm các bạn nhé. Tôm mà vẫn đang ăn vụng kìa. Quay luôn. Đây ông chủ đang làm tôm các bạn nhé, chủ thực phẩm này, chuyên thực phẩm đám cưới này. Chắc tối qua đã chơi quá đà hay sao, giờ vẫn đang ăn đói. Đói. Chào 500 anh em nhá. Đêm. Còn đêm mà, thế này chị không cho anh nghỉ à? Bắt cay. Bắt cay à? Ăn khổ sở đấy. Đây các bạn nhé, tôm tiếc. Tôm tươi 100% đấy. Đang chuẩn bị chiên. Khung cảnh rất tuyệt vời. Nấu nướng rất là tiện luôn, mát mẻ. Vâng, mình em đây chị ạ. Vợ em mới mấy anh em đang làm ở trên Tam Thanh ạ. Đang đám 256 ấy, trên múc ấy. Hôm nay anh làm đấy chị? Cái đám 70 mâm ở trên múc đấy. Lợn mổ xong rồi các bạn nhé. Đấy, đang chuyển vào trong bếp để chế biến. Ăn đi. Anh không cần nấu chín á. Đây là thịt bò. Còn ngoài này là chị em đang rửa bát nha các bạn ơi.
ngâm gạo để xôi cơm các bạn ạ. Nhặt măng để nấu canh. Đấy, đây là món luộc xong các bạn nhé. Đấy, chú nhé, vâng, lại quay. Đấy, gan này. Đây gan này với cái này để chắc là bằm tí canh. À, chê còn chê này to phết này. Cái canh hôm nay chết mẹ rồi. Chết rồi. À, em mất tí canh à? Ừ. Này mất ăn nhỉ? Hay nào phải phạt cái ông cắt rồi. U dù. Đó, nhặt tảng to luôn. Chín rồi, chắc chín rồi. Đó, chín rồi. Chín rồi, trắng rồi nhìn đây. Chín rồi, chín rồi. Đỏ đỏ tí cho ngọt. Quả tim nào, quả tim này. Đây, quả tim này các bạn. Tim này tim của tim trong vẫn đỏ đấy. Tim của đường tăng đấy. À, đấy rồi, đấy rồi. Thế là ngọt. Chín quá không ngon. À đây, anh em làm tí nộm nâu các bạn nhé. Đây thịt thịt trâu à, thịt trâu nộm nâu, nộm nâu với riềng các bạn. Anh em tranh thủ làm một tí tươi tươi trước đi cho nó ngon. Rồi. Đây anh làm miếng đi em quay nè. Làm chiến với miếng đây nè. Ơ nhưng mà thiếu phèo với nhau, không có bia à? Rồi. Mấy anh em nhá. Làm luôn. Ủa ngon. Ngon không? À tuyệt vời. Có ngọt đây nhỉ. Làm tí rượu nó như thiếu rượu sao ấy. À đây. Nhưng mà kia là cai rượu thôi. Cai rượu. Đây. Đây là củ nâu với các bạn nhé. Đây đang xào nâu để nộm nộm thịt lợn, cả thịt lợn cả thịt trâu. Đây là nâu. Thiếu món này là quê hương có việc không đẹp. Có món này thì mới vào việc được. Đây là đây thịt trâu. Đây chưa rồi. Nộm riềng. Các bạn ạ, anh trưởng bên thực phẩm anh làm món chế món này rất ngon này. Lá đu đủ, mấy hoa đu đủ. Đuôi lợn, đuôi lợn. Nấu với đuôi lợn à, đuôi lợn thịt bò này. Thịt trâu này. À thịt trâu, quên mất thịt trâu các bạn ạ. Mấy lòng gà, ai hổ lốn luôn đấy. Hổ lốn luôn rồi. Món này là món chất lượng nhất đây các bạn này. Nếm thử nhé nào ngon. Ăn được không? Ớt nữa, ớt mà nữa. Đây là thử miếng nhé. Thử nếm thế nào. Bỏ khẩu trang ra. Đây thử miếng các bạn, ăn vụng thử miếng như nào, ngon không? Đây làm miếng thịt trâu nấu lá đu đủ, ngon đấy. Hai mấy anh em nhá. Có cả mẹ nhá. Tuyệt vời đấy nhá. Ngon lắm, ngon lắm. Cho thêm tí mẹ vào cho chú. Mẹ chú chua đắng ngon, ăn cái vị đó đắng của cái đu đủ ngon lắm. Cho vừa các bạn. Uống bia để gọi bia nhỉ? Có không? Ê, còn bia đây bao nhiêu đủ cho đủ? Thôi, chỉ uống cho mình thôi. Ngon đấy các bạn ạ. Làm thêm miếng nữa. Mà hoa đu đủ nhé. Hoa đu đủ với thịt trâu. Mời anh em nhé. Tuyệt vời. Đang ăn vụng công khai ở trong bếp. Đấy. Nồi này được đấy, chất lượng đấy. Chắc là nó hỏng máy quay rồi. Của dân tộc Mường bọn tôi đây. Vâng, đây các bạn ạ. Đây là không thể thiếu nhé. Đây là thịt nộm nâu của người Mường bọn em. Đấy, nướng qua thì khoảng 50% luôn. Nó qua là nó đi linh tinh đấy. À đấy à, không sao. Là đằng nào cũng thế mà. Có bơ đi găng tay đâu. Đi đâu cũng vào mồm hết đó, không sao. Quay nó phải đeo găng tay. Đây là món nộm nâu các bạn nhé. Thịt sống, thịt lợn sống nộm nâu. Chín khoảng 50% rồi.
chín thì có chín một chút ở cái da của nó thôi các bạn ạ. Nướng nướng qua cái da này thôi. Đó là thái củ nâu này, nâu với riềng. Tí để chấm giấm mẻ các bạn nhé. Giấm mẻ mới tiệm con bò, con trâu. Chanh hạt dổ. Chanh hạt dổ. Đây đây. Đây đây đây. Hôm nay là đỡ đấy, hôm qua nó nóng nóng là anh em là đây các bạn ạ. Trưa hôm nay là ăn 30 mâm các bạn nhé. Đây là thịt nộm nâu. Món này không thể thiếu được rồi, đáng ra như thế nào. Riêng người Mường chúng mình là thế. Nên bây giờ thì người Kinh cũng phải ăn được. Nên là người Mường là nhiều nhất. À, đây các bạn ạ. Đây là lòng chay nhé. Đang luộc lòng chay rồi. À, dạ dày với khấu đuôi ruột già, món mật đấy các bạn này, pha rượu đi uống, à pha nước canh gì, pha nước canh này, mật đấy các bạn này, tí pha được nước canh này uống rất là đắng, đắng nhưng nó rất là ngọt, à, ruột non. Đây, đây là canh bí đao các bạn nhé. Canh bí đao chín rồi, đang múc ra để chuẩn bị ăn cơm trưa. Chẳng phải cay và chưa thật sử dụng. Ồ, đúng rồi. Bà con bà con hậu ăn phải sổ hố chứ quá. Ăn đi bà, vừa quay vừa ăn nó bọt rồi. Cho con hoa lên. Chắc chưa người yêu này. Cô ấy chưa có người yêu. Quay luôn. Biết đâu quay lên này có người yêu rồi này. Đấy, giờ chị em đang cho bát đũa ra để chuẩn bị sinh hoạt bữa cơm trưa của gia đình. Đang xếp ấm chén này. Có em chưa có người yêu nhé, có người yêu chưa? Tôi nhé, để xem đây, thịt nướng nhá, rất đi, đây thịt nướng các bạn nhé, chín rồi, thịt hơi thịt khói đấy, nó phải nướng đâu, ngon là cái thế, ngon thế mà, ai hồi thế, thế mà, sau này ai công việc thì cầu hoàng này nhá, chùa, tàn đi, tung quay vào ông này chưa có vợ các bạn nhé. Ai muốn làm quen thì cứ liên lạc anh Cường cũng tốt. Hai cô gái rất xinh đang cho cơm ra để chuẩn bị ăn cơm. Lên mâm rồi các bạn nhé. Sáng nay gia đình ăn tạm 30 mâm. Anh em người nhà giúp việc để chuẩn bị cho công tác buổi chiều ngày hôm nay đón khách là 120 mâm các bạn ạ. Không gian rất là rộng rãi. Đây, các bà vụ đang ngồi uống nước, chuẩn bị ngồi uống rượu. Bây giờ là đến giờ ăn các bạn nhá. Xin mời các bạn nhá. Bây giờ anh em đang ngồi và chiến đấu đây. Đây ông chủ thực phẩm đây, đám cưới đây. Anh em thanh niên. Đấy, ổn định. Bạn thanh niên hoành tráng. Nào lên nào. Mấy ông đi để quay. Nào hai ba chục. Đúng nhá. Nghe có việc chưa đủ điện các bạn, hơi yếu. Cho đi tùm nồi cái. Hẹn tối nhá, hẹn tối mới vô nhá. Đây, cho tôm nâu cái trên này mình có tôm nâu kìa. Rồi đấy, đây tôm nâu này, thịt lòng này, đu đủ này. Anh em mời anh em nhé. Anh Hùng quay lên đây luôn. Thôi, ra kia được. Kia đông rồi, quay lên. Rồi thì vào đây luôn. Dạ, vào đây luôn. Đúng rồi, chú đấy. Mời em nhé. Mời các bạn nhé. Em mời anh nhé. Để ăn đâu anh bạn ơi.
Đây là món này ngon nhất đấy, ngon hay đấy, em thích món này quá anh ạ. Đồng đu anh ơi. Đồng đu à? Đây, cầm đầu nhá. Đồng đu em nhá. Mà tiêu hôm nay, ôi trời, tiêu hôm nay mất món thịt canh nhỉ? Món tôi giống à? Món này ăn luôn anh. Được, hôm nay ông thiết kế cái đu đủ. Tôm dầu. Ông thiết kế món tôm dầu này ngon đấy. Ăn tôm dầu xấu. Không nấu nó có tí nước này uống trước. Vừa ăn vừa quay cháu ơi. Vâng, vâng. Mời chú nhá. Đây, mời anh em nhé. Làm tí món tàu dầu rồi. Chấm nước mẻ nhá. Đúng rồi. Anh em nhá. Chú nhắc nhở uống cho chú Hùng Yến thế nhở. Ngon. À, uống đi anh nhá. Ok. Mời em nhá. Vẫn thế nhá. Mời anh nhá. Tàu dầu... Cảm ơn em nhá. Anh em làm tí buổi trưa các bạn ạ. Ăn đi. Đâu chứ cắn bà. Đúng đi. Rất là đông vui. Vâng, ngồi luôn đây, ngồi đi. Hải ơi. Đây, rất là đông vui đây các bạn này. Chiều nay khách chỗ khách các bạn nhá. Chỉ có anh em trong nhà thôi. Đã 30 mâm rồi các bạn. Ngồi kín rạp này. Ngồi kín rạp này. Anh em đông. Chuyển đến khách nữa là cũng chẳng đấy. Không mời anh em nhá. Mời em nhá. Mời Phong nhá. Con thế nhá. Mời em nhá. Hay chú rể chịu chơi nhất trong rượu vừa rồi đấy các bạn. Vẫn còn đẹp trai lắm, vẫn còn lấy được vợ nữa. Thôi mời anh em nhá. Tắt máy để qua ăn thôi. Xin chào anh em nhá.